Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thị trường tiêu dùng hôm nay, ngày 1 tháng 10 năm 2024. Thưa quý vị, kết thúc tháng 9, giá vàng miếng tăng 2,5 triệu đồng, trong khi vàng nhẫn tăng 4,7 triệu đồng trong tháng. Theo đó, giá vàng nhẫn các thương hiệu trong nước được duy trì ổn định trên 83 triệu đồng một lượng. Vàng miếng vẫn neo ở mốc 83,5 triệu đồng một lượng. Hiện tại, giá vàng các thương hiệu đang niêm yết cụ thể như sau. Vàng miếng SJC đang được các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank và các công ty vàng bạc đá quý bán ra ở mức 83,5 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 81,5 triệu đồng một lượng mua vào và 83 triệu đồng một lượng bán ra. Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hiện ở mức 24.093 đồng một đô la Mỹ. Các đơn hàng từ các nước tăng mạnh trong những tháng cuối năm là trợ lực quan trọng giúp doanh nghiệp dệt may tăng tốc trên đường đua xuất khẩu. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến giữa tháng 9, doanh thu xuất khẩu hai ngành công nghiệp là dệt may và da giày đạt 48,6 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 4 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ngành dệt may chiếm phần lớn doanh thu với gần 30 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù các doanh nghiệp có nhiều đơn hàng nhưng cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như thiếu lao động, giá nguyên phụ liệu tăng. Đảm bảo mục tiêu xuất khẩu, các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn đã lên kế hoạch liên kết chuỗi cung ứng bền vững, đầu tư công nghệ cao vào dây chuyền sản xuất. Cải tiến công nghệ trong dệt may cũng là điều kiện giúp các doanh nghiệp thích ứng và có thể nhận thêm các đơn hàng dịch chuyển từ các quốc gia khác trong những tháng cuối năm. Ngành công nghiệp giấy hiện nay ngày càng phát triển, song đi kèm với đó là những cơ hội thách thức trong bối cảnh thị trường tiêu thụ giảm, trong khi chi phí đầu vào lại tăng cao. Các doanh nghiệp chủ động đưa ra nhiều giải pháp để nỗ lực giảm chi phí, cùng với đó nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Để đáp ứng nhu cầu khắt khe của thị trường, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại và cập nhật công nghệ xử lý mới, bắt nhịp xu hướng sản xuất thân thiện với môi trường. Nhiều sản phẩm giấy của các doanh nghiệp trên địa bàn đang được cung cấp ra thị trường trong và các tỉnh lân cận như Vĩnh Phúc, Tuyên Quang. Hiện nay, khách hàng thị trường đang chuyển sang ưu tiên các doanh nghiệp xanh. Chính vì vậy, các doanh nghiệp cần đầu tư sản xuất bột giấy từ nguyên liệu trong nước với công nghệ hiện đại, bảo vệ môi trường, khuyến khích mở rộng về quy mô, hình thức và nâng cao chất lượng đào tạo. Để đảm bảo ổn định thị trường xăng dầu trong nước, Bộ Công Thương chỉ đạo các thương nhân kinh doanh xăng dầu bám sát việc thực hiện tổng nguồn tối thiểu để chủ động sản xuất, nhập khẩu, cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước và mọi tình huống. Trong những tháng cuối năm, dự kiến tổng nguồn sản xuất và nhập khẩu xăng dầu các loại đạt khoảng 10,2 triệu mét khối tấn xăng dầu các loại, đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân. Để đảm bảo ổn định thị trường xăng dầu trong nước, Bộ Công Thương chỉ đạo các thương nhân kinh doanh xăng dầu bám sát thực hiện tổng nguồn tối thiểu đã được phân giao và kế hoạch đăng ký theo từng quý để chủ động sản xuất, nhập khẩu, cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống. Điều tiết đảm bảo cân đối cung cầu xăng dầu trên từng địa bàn, nhất là khu vực các tỉnh phía Bắc, nơi bị ảnh hưởng bởi bão lụt. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung. Tháng 10 hứa hẹn sẽ rất sôi động trên thị trường ô tô Việt Nam khi nhiều mẫu xe mới lên kế hoạch ra mắt. Có những mẫu được trình làng tại Việt Nam Motor Show 2024 diễn ra từ ngày 23 tháng 10. Chuyên gia phân tích, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam hiện đang trải qua giai đoạn phát triển mạnh mẽ với nhiều triển vọng. Tại Việt Nam Motor Show 2024, khách tham dự sẽ được chiêm ngưỡng những mẫu xe hiện đại đa dạng về mức giá, từ xe tiết kiệm nhiên liệu đến xe đa dụng, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Mặc dù chỉ còn 3 đến 4 tháng nữa mới đến thời điểm Tết Nguyên đán 2025, nhưng nhiều hãng bay đã bắt đầu mở bán vé bay sớm. Theo các đại lý bán vé máy bay, giá vé nội địa Tết năm 2025 tăng trung bình khoảng từ 5 đến 8% so với cùng kỳ. Khảo sát tại website các hãng hàng không, chặng khứ hồi Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội bay ngày 24 tháng 1, tức ngày 25 Tết Ất Tỵ, và về ngày 1 tháng 2, tức ngày 4 Tết Ất Tỵ, vé khứ hồi từ 7 triệu đồng. Do đó, để giảm áp lực giá vé dịp Tết, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo các hãng bay sắp xếp cân đối nguồn lực vận tải, đồng thời mở bán vé Tết sớm và xây dựng kế hoạch bay phù hợp.
Bên cạnh đó, yêu cầu các hãng bay kê khai niêm yết giá vé theo quy định và khuyến cáo hành khách lên kế hoạch đặt mua vé sớm. Bước sang quý 3, nhu cầu xây dựng các công trình, nhà ở của người dân trên địa bàn tỉnh nói chung, thành phố Việt Trì nói riêng, không khởi sắc, đã ảnh hưởng nhiều tới thị trường vật liệu xây dựng. Tại nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố, lượng khách hàng đến mua hay đặt hàng có dấu hiệu chững hơn so với cùng kỳ năm trước. Theo nhiều cửa hàng, tính từ đầu năm đến nay, lượng khách hàng sụt giảm đáng kể, khoảng hơn 40%. Đối với sắt thép, vật liệu thường xuyên có biến động về giá, nhưng từ đầu năm đến nay, giá mặt hàng này khá ổn định. Hiện tại, giá sắt thép như thép Hòa Phát, Việt Ý, Việt Đức dao động ở mức bình quân từ 14 đến 15 nghìn đồng một kg, tùy loại ở dòng thép cuộn hay thép thanh vằn. Nhận định về thị trường vật liệu xây dựng hiện tại, các cửa hàng đại lý kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn cho rằng, sau giai đoạn trầm lắng vào mùa mưa, thị trường vật liệu xây dựng sẽ khởi sắc hơn. Đây cũng là thời điểm các công trình xây dựng gấp rút hoàn thành và xây mới, lượng người mua cũng sôi động hơn. Thưa quý vị, phong trào thi đua dân vận khéo được cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện Đoan Hùng triển khai sâu rộng với nhiều hình thức. Nhiều mô hình kinh tế đã hình thành và phát huy hiệu quả tích cực, từ đó tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng, động lực để bà con nỗ lực phát triển kinh tế với nhiều mô hình mang lại thu nhập cao. Gia đình anh Nguyễn Thanh Hiền ở xã Vân Đồn là một trong những hộ dân thoát nghèo từ mô hình dân vận điển hình. Trước đây khi chưa được vận động, tuyên truyền phát triển kinh tế, gia đình anh chỉ trồng cây tạp trên đất vườn. Đến nay, gia đình anh đã chuyển đổi thành công với đồi bưởi trên 700 gốc, mỗi năm trừ chi phí đem lại doanh thu khoảng 500 triệu đồng. Hiện tại trên vườn bưởi tôi là có 3 giống bưởi. Một là bưởi diện tôm vàng, hai là bưởi diện tôm xanh, ba là bưởi Xuân Vân. Chúng tôi được tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi và đặc biệt là chúng tôi thường xuyên là được tập huấn về trồng trọt về cây bưởi này thường xuyên. Đảng ủy xã Vân Đồn đã chỉ đạo khối dân vận xã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân lựa chọn những mô hình phát triển kinh tế phù hợp để triển khai nhân rộng, như thành lập các hợp tác xã, chi tổ hội nông dân nghề nghiệp, hướng dẫn nhân dân tham gia vào mô hình kinh tế tập thể, vừa giúp nhau phát triển kinh tế, vừa xây dựng thương hiệu sản phẩm một cách hiệu quả. Để làm tốt cái phát triển các cái mô hình dân vận khéo này thì chúng tôi vẫn tiếp tục là xây dựng các cái kế hoạch thi đua dân vận khéo hàng năm, tiếp tục là phát huy những cái mô hình đã hiệu quả, đồng thời là sẽ nhân rộng và tiếp tục là tìm kiếm thêm những cái mô hình mới để là nhân rộng và phát triển thêm nữa trong các năm tiếp theo. Nhiều mô hình phát triển kinh tế tại xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng đã mang lại hiệu quả cao, giúp người dân làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương, góp phần tích cực thúc đẩy nghề chăn nuôi của xã, của huyện, giải quyết công ăn việc làm. Thay đổi được nhận thức của nhiều hộ nông dân trong vùng có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp, cây trồng, vật nuôi được chính quyền địa phương ủng hộ và đánh giá cao. Bản tin thị trường tiêu dùng của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.